mùa rồi, còn trái cổ qua nè. Bây giờ mình hái vô nấu ăn á. Có mấy trái đậu rồng nè. Đó, mấy trái đậu rồng, mấy trái đậu bắp. Mấy trái đậu bắp nữa nè. Đậu rồng, đậu bắp. Rồi, đi kho một cái nồi này nè. Rồi là bỏ mắm nè, bỏ chả nè, bỏ tỏi vô nè. Chà hết rồi phải không? Đó. Nó săn lại rồi đó. Săn lại rồi nè. À, bây giờ chế nước vô nha. Rồi, xôi rồi. Bây giờ Vi mở mắt ra nè. Đó, xôi bùng bụt luôn. Rồi, bây giờ Vi sẽ bỏ mấy cái khổ e nè, rồi mấy cái đậu bắp nè. Khổ e, đậu bắp mình xắt cho sẵn rồi, mình bỏ vô nè. Rồi, mấy cái này nó đổi màu rồi, giờ mình bỏ tôm vô nè. Mình không muốn bỏ vô tôm vô sớm quá, nó sẽ teo. Bây giờ mình đổ tôm vô. Mình chọn một cái rồi mình thấy nha. Chín hết rồi đây. Ngon không? Ngon không? Bây giờ bưng ra bớt tôm lên, cơm lên là ăn được rồi. Đó. Rồi, chín rồi. Thấy. Đó, rồi thêm một cái dĩa đậu rồng nữa nè. Rau sống đậu rồng nữa nè, ăn là hết sảy thôi. Mua một bữa cơm trưa. Ăn thôi còn chần chờ gì nữa. Cái này Vi không có kho bằng cá nha, Vi chỉ kho thịt với tôm thôi. Tại nhà có cái gì là làm cái đó. Đó, gắp một miếng thịt ba rọi nè. Rồi gắp một miếng tôm nè. Rồi gắp một miếng khổ que nè. Đó. Rồi. Còn nếu mà ăn theo cái Việt Nam, mình ăn sẽ lấy đậu rồng ha. Nè, đậu rồng nè. Bên Việt Nam thì cái này tràn lan, còn bên đây thì rất là hiếm, mà tự tay trồng nữa là rất là quý. Đó, mình chấm cái nước này nè. Nè thôi. Có ai gan nữa. Rất là ngon luôn. Ai gan nữa thì nó trái ớt hiểm cắn.